Xin chào tất cả mọi người. Cô Bắc Giang hôm nay xin giới thiệu với tất cả mọi người là mẫu xe ba bánh, xe ba gác. Đấy, mọi người có nhu cầu đặt xe hay là mua phụ tùng, liên hệ trực tiếp số điện thoại của cô Bắc Giang là 0364011683 hoặc 0983198883 nhé. Hôm nay em quay qua về ngoại quan của một con xe ba gác nó như thế nào, phụ tùng nó ra sao, giá cả như thế nào thì mọi người nhớ đăng ký và theo dõi kênh. Trong những video tiếp theo em sẽ giới thiệu chi tiết bộ phụ tùng, giá cả nó hợp lý để mọi người tham khảo được. Và như một bộ đồ này nó rơi vào khoảng 3,5 triệu. Nếu bác nào muốn mua lẻ, các phím chức năng như đèn còi xi nhan đầy đủ hết. Bánh trước là bánh 400/12. Ngoài ra có các loại bánh khác như bánh 450 hoặc là bánh 500/12. Bộ đầu xe này thì đang trước màn hình các bác đây là thuộc T43. Đấy. Con xe này thì được trang bị hai bộ số phụ nhá, mức tải 1 tấn, thùng mở lật. Đấy. Còn số phụ này là hai số phụ, còn đi lại thì nó cũng tương tự như một chiếc xe máy bình thường thôi, phanh số như bình thường, phanh tay có. Đấy. Có phanh tay, hệ thống số phụ đây và số phụ bên kia là hai số phụ, hỗ trợ rất chi là tốt trong cái quá trình trả nặng và phục vụ cái nhu cầu mà mình đi lại leo đèo lao dốc. Đây là phần hệ thống khung gầm bệ chassis của một chiếc xe ba gác này nhá. Phần giá máy thì được bên em gia công thiết kế là 4 lò xo chân máy, 4 góc tạo cho máy được cái độ êm ái. Khi mà vận hành máy nó sẽ có độ rung ổn định. 4 lò xo 4 góc nhá. Các bác nào muốn tham khảo cái bộ này thì có thể xem thêm. Giảm sóc 4 góc có lò xo. Đấy. Là điều này nó nhái theo cái form máy, form xe của tàu Trung Quốc ấy. Để em quay chi tiết cho mọi người có thể tham khảo được. Bác nào muốn chế hay là tự muốn thiết kế thì liên hệ em sẽ hỗ trợ các bác làm xe làm sao đây nó hợp lý. Rồi đây là phần hệ thống gầm sau gồm có nhíp này. Bộ nhíp này thì theo thiết kế của con xe này thì làm thùng thấp nên là bên em sẽ thiết kế là cái phần nhíp đặt dưới để nó hạ cái phần thùng xuống đến thấp nhất. Đây phần khung xe, phần nhíp nhíp trước, nhíp sau này. Phần nhíp dưới này là nhíp 7 lá, dài 80. Đây một con xe của bác khách ở Quảng Ninh nhá. Đây phần số phụ này. Cái số phụ này nó là số hộp số kép 2 tầng, một số tiến lùi và số phụ tích hợp trong một hộp số. Đấy, cần số được nối ra đây bằng hai bộ cần đây. Đấy, tiến lùi và số phụ nhá. Đấy, các bác nào mà muốn leo đèo leo dốc thì có thể sử dụng thêm hai số phụ này. Bình thường thì mình đi không sử dụng số phụ chở tầm 5 tạ. Nhưng mà mình lên số phụ, một số phụ được khoảng 700 cân mà hai số phụ được khoảng 1 tấn. Đấy. Hỗ trợ trong quá trình mình vận hành leo đèo leo dốc trở nặng. Đấy. Một bộ phụ tùng này thì trung bình một bộ phụ tùng để chế xe này rơi vào khoảng 6,5 triệu. Bác nào muốn mua phụ tùng về tự chế thì liên hệ cho Quốc Gia 0364011683 nhé. Người xem tiếp và tham khảo thêm video khác ở cái kênh của Quốc Gia. Đấy, phụ tùng cũng như là cách lắp ráp, cách thiết kế đồ chế xe, máy móc và nhiều cái đồ phụ tùng khác nhau. Ok, rồi xin chào tất cả mọi người nhé.